Vâng, ngày hôm nay em lại làm một clip test và giới thiệu một bộ đôi sản phẩm cũng đi vào huyền thoại dành cho những anh em đam mê âm thanh nhạc cổ, nhạc băng cối. Đấy, sản phẩm thứ nhất đó là cái đầu cối Tech A6300, anh em xem. Tech A6300 chạy băng 7, băng 10. Rất là đẹp. Máy chạy hai chiều. Để em quay chi tiết. Để em là chạy tiếp thử. Rất là đẹp. Chạy băng 7 inch, 10 inch. Máy rất là đẹp. Mặt không bị xước. Máy hoạt động hoàn hảo. Thu phát rất là tốt. Em nhích nhích to lên thì nữa anh em cùng chúng ta cùng nghe tức các lúm anh chị em nhìn này, các lúm rất là sáng trưng. Cặp thứ hai đó là con âm ly Sansui Receiver 5000A. Mặt cũng rất là đẹp, lùm sáng choang, mặt sáng choang. Máy chạy 4 sọt sắt. Bộ này mà ghép thêm với những cặp loa mắt cáo để nghe băng cối, băng nhạc chiếc 575 thì tuyệt vời. Với cái đầu Tech A6300 chạy băng 7, băng 10, Autovert 2 chiều, bên shop em bán ra với giá là 15 triệu cho cái đầu không. Cái xương nhôm thì là 1 triệu một cái, hai cái 2 triệu. Cộng với cái húp Tech 1 triệu 2. Anh em nào mua combo em sẽ tặng luôn cái cuốn băng đang nghe Thanh Tuyền 1. Nghe rất là hay. Còn âm ly Sansui 5000A cũng rất là đẹp. Bên shop em bán ra với giá là 12 triệu 500. 12 triệu 500 cho cái âm ly 5000A. Đầu cối anh em mua rời cũng được nhé, mua đầu riêng cũng được. Đầu riêng là 15 triệu. Một cái xương nhôm 10 inch Ampex 1 triệu một cái, hai cái 2 triệu. Một cặp húp bên em bán ra với giá 1 triệu 2. Và kỷ niệm cho anh em cuốn băng Thanh Tuyền. Mời anh em chúng ta cùng nghe tí nào. Em đang nghe cối với cặp loa đồng trục bát 30 ở dưới. Máy thu phát rất là tốt anh chị em nhé. Thank you.
tốc độ. Combo này bày với cặp loa mắt cáo thì nghe nhạc trước 575 thì quá tuyệt vời. Đúng bộ xe phong mã. Vâng, em cũng xin thông báo lại cái giá cho toàn thể anh em tham khảo. Còn 5 ly 5.000A bên shop em bán giá là 12.500. Đầu cối tích A 6.300. Chạy 2 chiều, chạy băng 7, chăng 10. Bên shop em bán giá là 15 triệu. Anh chị em có nhu cầu có thể alo cho em theo số 0904 997890. Rất là đẹp. Vâng, anh chị em có nhu cầu có thể alo cho em theo số trên bảng nhé, 0904 997890. Anh chị em nào ở Hà Nội thì có thể qua thẳng 15 Phố Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội để xem thực tế sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em trong cái clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo.